Hello. Ra mở này giùm anh đi. Đang làm xe đó hả? Mở này giùm anh đi. Mở thay trợ lực giùm anh. Đây là một bầy su. Su này toàn là su từ su tiền bối cho tới su hậu bối. Những con gọi là super bay. Đỉnh của tốc độ của su. Đây là hai con G-Edit R 2R đó. Là nó có thuộc BFF kìa. Đó. Cái bình dầu rồi. Thì nó là để mà dễ phân biệt nhất của một con xe bản 1R và 2R. Vậy thôi. Còn mình clip trước mình đã nói rồi, con phuộc mà màu xanh như vậy là từ 2019 đến 2020 là phuộc màu xanh vậy. Còn 2017, 2018 là phuộc vàng kia. Vậy thôi. Xe này là đi full đồ luôn. Một trong những con su ở Việt Nam đi full đồ. Còn con này là con 2 da turbo của mình trên 300 HP. Ngay mình rửa một lúc 3 con luôn. Này là của thằng Tình. À, cái này không, cái này là của mình mua. Đây là của em Tình. Em Tình tặng cho mình, không có lấy tiền. Đó. Để mình gắn lên xe. Đây nó còn một gục canh đây nữa chị. Rớt rồi đúng không? Tháo ra không để ý. Có một cục canh nhôm đó nữa. Để rớt đâu rồi? Bình tĩnh, bình tĩnh. Chơi ba te hả? Còn có cục nhôm canh ở đây nữa nè. Đâu rồi? Ai biết? Ngáo nó mở ra. Tháo mà để rớt đồ thua rồi. Tháo rớt đồ mà không thấy luôn. À, lợi hại thiệt. Thì là mà nó trong này rồi. Còn rất cục nhôm làm sao hết. Để rất đồ. Kiếm đi. À, gắn xe khách thì là mà vậy là có mà vỡ mồm. Chìa khóa hả? Đây là chìa khóa nè. Mai vô sân bay test. Cái gì vậy? Tiền. Rớt chưa? Xe đó mình mới làm trợ lực xong. Rớt chưa? Không có dính con ốc ở trong, phải chạy chỗ tưng để cho nó rớt con ốc ra. Rớt chưa? Chạy chỗ tưng để cho nó rớt con ốc ra, tại con ốc có bằng nhôm. Rớt chưa? Rớt chưa? Đủ mất cái cục đó là chua lắm đó. Làm 3 ngày trời mới được xong cái dàn trợ lực đó đó. Anh Nhi là nó rớt rồi nó thấy rồi nó mới bỏ đi nước vậy đó. Chứ không phải là nó không thấy đâu. Không có nhây lắm. Nó rớt rồi nó bỏ đi te te vậy, hơi quay về ra lấy. Sợ thiệt, gắn ốc trợ lực ra thôi mà cũng rớt tìm ra. Chết. Chết anh rồi. Cái tiếng chiu
lợi hại lắm, nghe phê. Con này mấy cái ốp carbon này không là mấy chục triệu nè anh em. Đối với một số người mấy ốp carbon nè, sườn với mấy cái miếng này thôi đó, thì mấy chục triệu nó là một cái số tiền nó cũng bình thường của một món đồ chơi. Nhưng mà đối với mình thì hơi xa xỉ, với lại mình cũng không cần thiết tới như vậy, mỗi người một kiểu. Thường những cái người mà gắn nhiều đồ chơi vậy ít đi mà đi tour lắm, ta chỉ thích lên con xe thiệt là đẹp đó, mắt thẩm mỹ mới cao, với lại có tiền nữa, như vậy thôi. Còn đây là một cái bảng xe zin, anh em thấy zin và đồ chơi đó, cho anh em để anh em nhìn nó sẽ. Con xe này là con xe 1R lên 2R. Nếu mà ngoài những cái thiết bị mà lên như vậy, những cái trang đồ ở ngoài đó, anh em không bao giờ biết nghĩ con này 1R đâu. Nhưng mà muốn biết nó 1R hay R, dở cái yên đồ, dở cái thùng xăng lên là biết dàn đồ điện nó sẽ khác, dưới cái đồ bên trong máy nó khác. Và phân biệt 1R 2R nằm ở cái bàn thờ này nè. Nếu mà 1R nó liền băng qua luôn, 2R nó sẽ nhiều lỗ như vậy. Nhưng mà mình bỏ thêm chút tiền mình mua cái đồ chơi ở ngoài thì nó nhiều lỗ như thế này. R1 hay này kia nó cũng hay đi như này. Nó đẹp mà chắc lắm nha. Tay cái này bằng nhôm, nó nghĩ là phải nhôm 7 CNC ra. Nó đẹp, anod lên hết rồi. Đẹp và bền. Không có dưới đâu, nếu mà có nhìn thấy rồi đó, chết anh luôn rồi. Con xe này mai mình sẽ vô trong sân bay Biên Hòa, sân bay quân đội để mình test. Thì mình cũng đang trong quá trình xin test thôi. Anh em thông cảm, tại vì mình bệnh viêm xoang cũng khá là lâu năm, mấy chục năm nên mình hay sụt sịt cọt kẹt, anh em thông cảm dùm, không phải cố tình đó. Chết tôi luôn. Nãy anh thấy rồi, định nhắc rồi, nhưng mà anh nghi gì nè, nó rớt ở trong thùng xăng này nè, chỉ có rớt này nó mới dính trong đó thôi. Hợp lý luôn. Lấy cái vòi hơi thổi ở trong cái khoang máy rồi nó có rớt ra không? Không, nó mở đâu. Nó rớt bên trong rồi đó, bảo đảm luôn, không rớt ngoài. Thấy chưa? Đấy. Được. Nãy chạy mấy vòng không rớt. Để lục giác xấu. Đây có thể gọi là, đây là cái con G-Edit 1000, là cái con mà dòng thể thao mà mình yêu thích và mê từ trước tới giờ. Dù mình có tiền đi nữa thì mình vẫn, nhiều tiền đi nữa mình vẫn thích nó. Anh em nào mà đã chạy qua cái thằng này nó tuyệt vời lắm. Mình thì mình hay nghĩ về cái chuyện kinh tế và giá trị tiền. Giá trị tiền nó sẽ ra những cái mà cái món đồ mình có được, và mình sẽ so sánh với những hãng còn lại, mình thấy nó sẽ hơn được những gì. Những cái xe của hãng này và hãng kia nó luôn cạnh tranh với nhau, không có thằng nào mãi là vô địch.
thằng nào chỉ ví dụ vô địch nó ngoài chiếc xe ra, xe nó phải là nó chênh lệch nhau không, để sẵn mình chia sẻ luôn là chiếc xe nó không có hơn nhau nhiều luôn, không phải là Honda là bền, xe nào ra bán thị trường cũng bền hết. Vấn đề đây là mỗi một chiếc xe nó sẽ có một cái cách như cái nồi nó lắp đặt khác nhau, độ bền nó xem xem nhau à, nó giống như cái mạnh hơn vậy, nó ưu điểm nó cái này nó hơn thì cái kia nó sẽ giảm lại, không bao giờ nó hoàn mỹ được, hoàn mỹ hết được, giống như con người mình không bao giờ hoàn mỹ hết được. Quan trọng là bạn thích kiểu dáng của xe nào, chứ còn máy móc độ bền nó cũng xem nhau đó, nhưng mà mình thích con su hơn thì nó con su nó cảm giác redline, cái hậu nó rất là dài. Nói chung là mê su từ xưa giờ, đồ nó rất là chắc chắn, nó bền bỉ, và cái mà nó mang lại tầm tiền thì nó lại rẻ hơn những con khác, nhưng mà những cái mà cái hiệu quả nó mang lại rất là cao. Anh em cứ nghĩ là Honda là bền, đó là một cái sai lầm nghiêm trọng. Nó bị mang một cái gọi là một cái lâu năm về 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 cái bóng đồ. Ví dụ như hồi xưa người ta nói là xe Honda là phải là Toyota, cái lộn, xe máy là phải là Honda, xe hơi là phải Toyota, và điện thoại phải là Nokia đó. Nhưng mà cuối cùng Nokia bị hiện tại bây giờ đâu phải là đỉnh đâu, đỉnh bây giờ đang là iPhone đó. Thì những cái gì mà nó đánh vào thương mại mà nó hiệu quả về quảng cáo, về nhiều thứ, hậu mãi này kia, bảo hành này kia, và cái tiện nghi cho người ta thì người ta sẽ chuộng nó thôi. Qua một cái quá trình thời gian nó sẽ thành một cái giống như là cơm vậy, tới buổi là phải ăn à, như vậy. Nhắc tới xe là máy là người ta phải chọn Honda này. Nhưng mà mình thích thằng su hơn, từ cái hộp kim nó mình cũng thích. Đó là mình thích riêng cái cá nhân thôi, chứ còn mình có đặc biệt là mình không phải thích một thứ, một cái dòng xe nào. Nó sẽ có những cái xe đó là, ví dụ như nói về Kawa thì ta sẽ nói ZX10, phân khúc 600 là có ZX6R là 636 đó. Thằng Yamaha thì có R1 R6, Honda có CBR600, CBR1000, Su ZX1000, ZX600, ZX750, có thằng Su thì nó có thêm con 750. Con 750 nó đỉnh lắm. Con 750 nó chỉ có dòng lỡ không có độ đấy chật kẹt gì hết đó. Dòng lỡ con ZX750 mới chạy được 299 thôi, còn tầm lại là có con nào chạy được 299 lắm, trừ khi là độ lại. Chỉ có con Su được 299, 750. Rồi bây giờ thì rửa xe xong, chuẩn bị đồ nghề, mai lên đường, mai đi xuống sân bay Biên Hòa. Mai mình sẽ quay cho các bạn coi khung cảnh mà chạy con xe ở trong sân bay Biên Hòa, cái đường băng nó như thế nào. Mình đang xin ý kiến chỉ huy đó, chứ không phải là muốn chạy vô là chạy đó, và không phải muốn làm gì là làm, cái gì cũng phải có kế hoạch, trình lên xin lãnh đạo này kia đàng hoàng, cho thì chạy không cho thôi. Tại vì chạy trong đường băng là khu của quân đội, mình sẽ hợp pháp đó, mình không có dám test ở ngoài, lý do vì mình làm cái gì ở trong cái xã hội này mình cũng phải giữ một cái hợp pháp. Về hả? Cảm ơn em. Có gì alo. Rồi rồi. Ok, xe chạy ổn không? Okay. Thế kỳ qua thấy nhớ cái nha. Yeah, okay. Ủa bữa giờ cái web nó ổn không em? Đưa cái mấy cái clip qua web giùm anh. Mấy cái hình ảnh nó up lên giùm anh. Cảm ơn em nhiều.